Ngày hôm nay bên em có đi chọn máy và hôm nay thì em có 6 cây iPhone zin chưa đụng ốc, chưa bung mở, zin nguyên bản, hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 12 Pro phiên bản quốc tế 128 GB. Về ngoại hình thì máy đặt rất là xuất sắc. Em sẽ quay rất là sát, rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem. Và về chất lượng thì bên em bao với mọi người là zin đến từng con ốc mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp. Với tình trạng ngoại hình như thế này thì rất là nhiều bên sẽ bán ở tình trạng là máy đẹp like new, tức là máy đẹp gần như mới mọi người nhé. Nhưng mà Tuvon Mobile thì hầu như không bao giờ sử dụng cái thuật ngữ đó. Tại vì máy đã qua sử dụng thì ngoại hình cũng sẽ không được đẹp hoàn hảo như máy mới. Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức cũng rất là cao đối với dòng iPhone 12 Pro. Hàng zin chưa đúc ốc đến thời điểm hiện tại. Pin zin theo máy thì còn ở mức 87%. Cây máy này có mã số là 629T và mức giá bên em để cho mọi người là 10 triệu 300 nghìn. Mức giá bên em báo là giá trọn gói mọi người nhé. Và tiếp theo là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp. Tuvon Mobile bán thì rất là rõ ràng, quay rất là kỹ cho mọi người xem mọi người nhé. Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì cũng còn ở mức khá là cao đối với dòng iPhone XS đến thời điểm hiện tại. So sánh với máy zin chưa đúng ốc, tức là thông số pin là thông số chuẩn chứ chưa qua kích, chưa qua thay pin sang cổ cáp. Pin zin theo máy thì còn ở mức 86%. Cây máy này có mã số là 868T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 900 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone XS. Phiên bản quốc tế 64 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là chủ cũ dùng rất là giữ gìn thì vỏ máy mới còn được đẹp như thế này mọi người nhé. Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 83%. Xin lỗi mọi người, thỉnh thoảng thì máy lấy nét hơi kém. Thì trong trường hợp đó thì Tuvon Mobile sẽ cố gắng để lấy nét lại cho mọi người. Tại vì Tuvon Mobile quay rất là sát nên là thỉnh thoảng máy sẽ bắt nét nó lệch mọi người nhé. Cây máy này có mã số là 356T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 200 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 86%. Cây máy này có mã số là 628T và mức giá bên em để cho mọi người là 6 triệu 900 nghìn. Tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Em quay rất là kỹ cho mọi người xem. Nếu ở trên video mọi người còn thắc mắc về ngoại hình
thì mọi người có thể inbox, bên em sẽ gửi lại hình ảnh, cả ảnh chụp cả video mọi người nhé. Bên em sẽ quay và chụp rất là kỹ, rất là sát và rất là nét cho mọi người có được một cái nhìn chi tiết nhất về chiếc máy mọi người đang tham khảo, để mọi người có một thông tin chi tiết nhất, đầy đủ nhất để mọi người có thể ra quyết định chọn mua cây máy nào. Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 87%. Cây máy này có mã số là 629T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 200 nghìn. Và đến đây thì bên em xin kết thúc video. Để đặt mua máy, mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 và 0763 911 666 mọi người nhé. Bên em thì có hai cơ sở ở Hà Nội. Thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông. Thứ hai là ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất Hà Nội. Với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code nhận được máy, mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán và kể cả sau khi thanh toán thì mọi người vẫn có trọn vẹn 24 giờ, tức là một ngày để dùng thử. Khi cảm thấy không ưng, mọi người có thể yêu cầu trả lại máy bên em và nhận lại tiền mọi người nhé. Tức là mua rồi có thể trả lại không cần lý do gì cả. Website của bên em là tuvânmobile.com và với phương châm là hàng chọn giá thấp thì Tuvân Mobile chuyên chọn cho mọi người những cây iPhone còn nguyên zin, chưa động chạm vào bất cứ một con ốc nào. Đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bung mờ và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Những cây máy như thế này thì không có nhiều trên thị trường mọi người nhé. Và bên em thì cũng phải mất công đi tìm và đi chọn thì mới có thể nhập được. Về chất lượng thì những cây máy này khi dùng mọi người sẽ thấy rất là chất lượng. Camera chụp ảnh rất là đẹp, màn hình sáng đẹp, cảm ứng nhạy và tốc độ máy nhanh. Và những cây máy này thì rất là bền mọi người nhé. Kể cả mọi người có lỡ tay đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi, tỷ lệ vỡ của máy cũng thấp hơn hàng sửa hàng dựng. Và những cây máy chỉ đạt tình trạng mên zin, màn zin ở trên thị trường rất là nhiều. Hiện tại thì ở trên thị trường, lý do tại sao mọi người có thể mua được những cây máy mà shop vẫn nói là zin với một mức giá rẻ thì đó là những cây máy chỉ đạt tình trạng là mên zin, màn zin mọi người nhé. Tức là trong một cây máy thì người ta bao với mọi người là thứ nhất là cái mên, thứ hai là cái màn là zin. Còn hầu hết ở trong những cây máy đó là những cây máy một hoặc một số bộ phận đã bị thay thế sửa chữa. Còn với Tuvân Mobile thì bên em chọn cho mọi người những cây máy còn nguyên vẹn, chưa động chạm gì mọi người nhé. Mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh Tuvân Mobile thì mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chuôi sạc thì mới có thể mở máy, và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé. Bên em bao là zin chưa đụng ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bung mở lần nào và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Và những cây máy này thì nó đều còn áp suất zin chống nước rất là tốt mọi người nhé. Nên là nó cũng sẽ là một cái bảo hiểm khi mọi người lỡ tay đánh rơi vào nước. Và về mức giá thì bên em cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể so với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt. Ở cuối video thì Tú Quân Mobile sẽ đăng bán cho mọi người một số cây máy vẫn đạt tình trạng là máy zin chưa đụng ốc, chưa bung mờ, zin nguyên bản. Máy rất là chất lượng, chưa qua thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. So với máy ở trên thị trường thì đây là những cây máy hàng rất là chất lượng mọi người nhé. Nhưng những cây máy này thì ngoại hình không đạt được tình trạng là đẹp 99%. Tức là ngoại hình như thế này thuộc diện là phải đẹp hoặc là hàng phải. Thì tùy máy mà Tuvân Mobile sẽ bán cho mọi người với mức giá khác nhau. Những cây máy này thì bình thường khi mọi người xem ở trên kênh Tú Vân Mobile thì hầu như là không bao giờ Tú Vân Mobile đăng bán cho mọi người những cây máy như thế này. Vì những cây máy này không được đạt tình trạng là đẹp 99 như máy Tú Vân Mobile thường tuyển chọn về để bán cho mọi người. Vừa zin chưa đụng ốc và vừa đẹp 99. Còn ở đây là những cây máy
Zin chưa đúng ốc, nhưng mà ngoại hình thuộc diện phải đẹp, tức là nó đạt tầm độ khoảng 96, 97 hoặc những cây có thể đạt đến 98% mọi người nhé, nhưng nó chưa đạt đến 99%. Vì thời gian gần đây thì Tung Vân Mobile nhận được khá là nhiều bình luận của khách hàng nói là Tung Vân Mobile chọn về giúp những cây máy chỉ cần zin thôi, còn ngoại hình thì cũng có thể là bị phẩy, bị chơi xước cũng được, nói chung là dùng tốt là được. Thì sau một vài ngày Tung Vân Mobile chọn lựa và tích lũy thì hôm nay cũng có một số máy để đăng bán cho mọi người. Và những cây máy này thì Tung Vân Mobile sẽ không quay kỹ về ngoại hình của máy, không giới thiệu chi tiết về từng con máy, mà những cây máy này thì mọi người inbox thì Tú Vân Mobile sẽ báo cho mọi người thông tin chi tiết về máy, tình trạng của máy và hình ảnh chi tiết nhất của máy để mọi người có thể chọn lựa, và mức giá thì rất là rẻ. Về chế độ bảo hành thì với những cây máy này thì Tú Vân Mobile sẽ có một chế độ bảo hành riêng mọi người nhé. Tú Vân Mobile sẽ bảo hành cho mọi người trong 6 tháng và sẽ không bảo hành cho mọi người về pin mọi người nhé. Thật ra thì ở trên thị trường hiện tại thì rất là ít nơi sẽ bảo hành cho mọi người về pin. Và những cây máy này thì Tú Vân Mobile sẽ không miễn phí ship cho mọi người nhé. Đấy. Và Tú Vân Mobile vẫn sẽ tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng, bao gồm một bộ cáp sạc nhanh và ốp cường lực. Và Tú Vân Mobile vẫn sẽ bao zin, không zin tặng máy. Và bao cho mọi người là máy quốc tế trọn đời. Nói chung là về chế độ bảo hành thì nếu mà so với hiện tại ở trên thị trường thì có khả năng là ngang bằng hoặc là cao hơn mọi người nhé. Nhưng mà đối với những cây máy đẹp của Tú Vân Mobile thì chế độ bảo hành sẽ bị giảm đi. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ báo giá tổng quát của từng loại máy mọi người nhé. Đây là iPhone XS 64GB thì sẽ có mức giá từ 4 triệu 3 mọi người nhé. Và đây là iPhone 11 Pro 256 thì sẽ có mức giá từ 7 triệu 8 mọi người nhé. Đây là iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64GB thì sẽ có mức giá từ 6 triệu 8 mọi người nhé. Đây là iPhone XR 64GB thì sẽ có mức giá từ 4 triệu 2. Và đây là 11 64GB thì sẽ có mức giá là 6 triệu 2 mọi người nhé. SE 2020 thì sẽ có mức giá là 3 triệu 2. Và 11 Pro Max thì sẽ có mức giá là từ 8 triệu 2 mọi người nhé. Và những cây máy này thì mặc dù là Tú Vân nói là máy không được đẹp nhưng mà thật ra thì so với ở trên thị trường rất là nhiều shop mọi người mua máy đẹp nhưng mà có thể là nó cũng chỉ được như thế này thôi mọi người nhé, hoặc là có thể là xấu hơn. Đó là lý do tại sao mà mọi người mua với một mức giá rẻ, nhưng ngược trở lại thì có thể là mọi người đang phải mua với một mức giá đắt so với ngoại hình và so với chế độ bảo hành và bán hàng, chứ không phải là mọi người mua được với một mức giá rẻ. Đến đây thì bên em xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn mọi người đã tin tưởng và đặt mua máy của Tú Vân Mobile trong thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.